Ngày 23 tháng 2 nhằm ngày 14 tháng Giêng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ hội di tích lịch sử quốc gia Chùa Hằng Phúc năm 2024. Đây là lần thứ 6 lễ hội Chùa Hằng Phúc được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, du khách và Phật tử tham dự. Lễ hội di tích lịch sử Chùa Hằng Phúc năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2 với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo như lễ rước nước từ khu vực An Sinh lên chùa, lễ tắm Phật, lễ khai ấn Chùa Hằng Phúc, lễ cúng Phật cầu quốc thái dân an, lễ quy y Tam Bảo, v.v. Năm nay lễ rước nước, lễ tắm Phật được tổ chức trang nghiêm tại chánh điện Tam Bảo, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, du khách và Phật tử. Ngoài ra trong khuôn khổ chương trình lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn như tổ chức hội bài chòi, thi đấu cờ tướng, nhảy bao bố, thi đấu võ cổ truyền cùng các hoạt động về nguồn. Chùa Hằng Phúc tọa lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Với lịch sử hình thành hơn 700 năm, chùa Hằng Phúc được xem là ngôi chùa cổ bậc nhất ở miền Trung. Được tổ chức vào dịp tháng Giêng hàng năm, lễ hội di tích chùa Hằng Phúc không chỉ phục vụ tham quan, lễ Phật mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân cùng tín đồ Phật tử. Việc tổ chức lễ hội còn góp phần duy trì và phát triển những giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.